Tổng thống Trump lo ông Biden đấu không lại ông Tập Cận Bình, ông Putin và ông Kim Jong-un. Ông Biden tranh cử hướng vào người Hồi giáo. Giữa Covid-19, chính sách kinh tế vẫn làm nóng cuộc đua. Trước bầu cử, Tổng thống Trump dự định gây sốc bằng chuyến thăm Đài Loan. Quý vị đang đến với bản tin đặc biệt cập nhật bầu cử Mỹ năm 2020 trên kênh FBNC. Theo thông tin mới nhất về các hoạt động tranh cử của Tổng thống Donald Trump, ngày 14 tháng 10, ông đã tới Iowa để vận động. Đây là bang mà cuộc tổng tuyển cử năm 2016, ông Trump đã giành chiến thắng dễ dàng trước đám đông ủng hộ ở thành phố Des Moines. Ngay lập tức, ông Trump nhắc lại lời hứa của mình trước đây với các cử tri. Không ai cả, chỉ có mình tôi là giữ lời hứa với các bạn. Chỉ mình tôi đã làm điều đó với Iowa. Tôi đã vực dậy ngành sản xuất ethanol, rất cần thiết và an toàn. Được biết, Iowa là bang sản xuất ethanol nhiều nhất nước Mỹ, với khoảng 4,1 tỷ thùng mỗi năm, chiếm đến hơn 30% cả nước. Và hàng triệu công nhân trong ngành công nghiệp sản xuất ethanol cũng như những ngành sản xuất các nhiên liệu sinh học khác đã hưởng lợi từ chính sách kích cầu kinh tế, tăng cường sản xuất nội địa của ông Trump trong 4 năm qua. Trong cuộc thăm dò mới nhất tại bang Iowa vào tháng 9 năm 2020, ông Trump và ông Biden nhận được sự ủng hộ tương đương nhau. Ông Trump được đánh giá cao với các chính sách kinh tế, nhưng bị điểm trừ về cách phòng chống COVID-19. Ông Trump nhận được nhiều sự ủng hộ của nam giới, với tỷ lệ 57-36 so với ông Biden. Trong khi ông Biden nhận được sự ủng hộ từ phái nữ với tỷ lệ là 57-37. Theo nhiều nhà quan sát, mặc dù có tỷ lệ tương đương, nhưng ông Trump đang có lợi thế, vì tỷ lệ người đi bỏ phiếu là nam luôn cao hơn nữ trong gần như tất cả các bang. Và thông tin mới nhất liên quan đến sức khỏe của ông Trump cũng được nhiều người quan tâm. Mới đây, tiến sĩ Anthony Fauci và tiến sĩ Clifford Lane, hai chuyên gia hàng đầu về dịch bệnh của Mỹ, lên tiếng xác nhận họ đã xem các kết quả xét nghiệm COVID-19 của ông Trump và khẳng định ông hoàn toàn khỏi bệnh, không có khả năng lây nhiễm cho người khác. Điều này đã dập tắt những nghi ngờ cuối cùng còn lại về sức khỏe của ông Trump từ những cử tri khó tính nhất. Cũng trong cuộc tranh cử tại Iowa, ông Trump đã làm mọi người chú ý khi cho rằng nếu ông Biden đắc cử tổng thống, sẽ không đấu lại ông Tập Cận Bình, ông Putin và ông Kim Jong-un. Ông Trump nhấn mạnh ba người này rất thông minh, nhiều mưu mẹo và cao tay. Theo các chuyên gia, đề cập của ông Trump nhằm gợi lại những lo lắng của cử tri trong thời gian cầm quyền của ông Obama và ông Joe Biden, khi nước Mỹ bị Trung Quốc và Nga chèn ép trên nhiều lĩnh vực. Với Nga, nước Mỹ bị lấn lướt ở Trung Đông, Nga đã đưa quân vào Syria và điều khiển cuộc chơi trong khu vực, trong khi chính phủ Mỹ lại do dự, gây thất vọng cho các đồng minh. Ở Ukraine, Mỹ và phương Tây bất lực nhìn Nga thao túng lực lượng ly khai, gây ra cuộc chiến chưa có hồi kết với quân chính phủ ở Kiev. Tại châu Á, ông Joe Biden và ông Obama không thể làm gì khi Trung Quốc quân sự hóa Biển Đông, ăn cắp các bí mật thương mại và ép buộc các công ty Mỹ chuyển giao công nghệ. Tình hình hạt nhân của Triều Tiên cũng bế tắc sau nhiều năm đàm phán. Trong khi đó, về ứng cử viên Joe Biden, ông Trump dẫn chứng nhiều lần đã quên lời và nói sai thông tin số liệu, nên rất có thể nếu đắc cử, ông Joe Biden sẽ không đủ minh mẫn để có thể đấu lại ông Tập, ông Putin và ông Kim Jong-un. Trong khi ông Trump đang ở Iowa tập trung vào nhân công ngành sản xuất nhiên liệu sinh học, thì ông Joe Biden tập trung hướng vào người Hồi giáo. Trong một video gửi tới tổ chức người Hồi giáo ở Mỹ vào ngày 14 tháng 10, ông Biden nhấn mạnh, cộng đồng người Hồi giáo là một phần vô cùng quan trọng của nước Mỹ. Hỏi tất cả mọi người, các bạn là những người mang cộng đồng Hồi giáo đến gần với những lý tưởng của nước Mỹ hơn. Cộng đồng người Hồi giáo có tiếng nói rất quan trọng với đất nước. Tôi biết điều đó và tôi biết đôi khi các bạn cảm thấy không được tôn trọng. Các bạn cũng đã chứng kiến chúng ta có một tổng thống tạo ra những bất ổn, thêm những đứa trẻ bị bắt nạt ở trường học, thêm nhiều sự kỳ thị cho người Hồi giáo. Đây không phải là những gì chúng ta nên hướng tới. Bên cạnh đó, ông Biden cũng khẳng định mình sẽ đảo ngược lại quy định của Tổng thống Trump vào năm 2017, giới hạn người nhập cư vào Mỹ từ những quốc gia Hồi giáo. Được biết, cộng đồng người Hồi giáo ở Mỹ có khoảng hơn 3 triệu, chiếm gần 1% dân số. Họ có xu hướng ủng hộ nhiều hơn cho ông Joe Biden. Ông Trump từng làm mất lòng cộng đồng người Hồi giáo khi nói mình sẽ đóng cửa hoàn toàn người Hồi giáo nhập cư vào nước Mỹ, cũng như đã áp dụng chính sách hạn chế người nhập cảnh từ nhiều quốc gia Hồi giáo trong thời gian đầu lên cầm quyền. Đây là lần thứ hai ông Biden tiếp cận cộng đồng người Hồi giáo kể từ khi chính thức nhận được đề cử của đảng Dân Chủ. Lần đầu, ông cũng đề cập đến các vấn đề tương tự sau khi tham dự hội nghị những người Hồi giáo hành động chính trị vào tháng 7 2020. Thậm chí trong hội nghị đó, ông Biden cam kết nếu được bầu, ông sẽ đảo ngược tất cả các sắc lệnh của ông Trump liên quan đến người Hồi giáo ngay trong ngày đầu tiên ở nhiệm sở.
Những ngày qua trong các cuộc vận động tranh cử, điều nhiều cử tri dễ thấy nhất ở hai ứng cử viên là ông Joe Biden luôn nhấn mạnh đến COVID-19, ông Donald Trump thường xuyên đề cập đến kinh tế và việc làm. Theo nhiều nhà quan sát, mặc dù tình hình dịch bệnh đang bất lợi cho ông Trump, nhưng khi có vaccine thì nước Mỹ phải chú trọng về kinh tế và việc làm. Trong lịch sử, chưa có tổng thống nào đắc cử nếu vấn đề việc làm không được giải quyết tốt. Có thể nói công việc là điều tối quan trọng với cử tri Mỹ. Theo các chuyên gia kinh tế, hiện nay cách tiếp cận vấn đề kinh tế và thương mại giữa hai đảng có nhiều tương đồng, nhưng cũng không ít sự khác biệt. Nếu ông Trump đắc cử, các hoạt động kinh doanh của Trung Quốc ở Mỹ sẽ dần dần được giảm. Ông sẽ tiếp nối các chính sách trong 4 năm vừa qua nhằm hạn chế đầu tư từ Trung Quốc vào Mỹ. Thậm chí các cố vấn của ông Trump như cố vấn kinh tế Peter Navarro từng tuyên bố, ông muốn loại các công ty Trung Quốc đang niêm yết khỏi thị trường chứng khoán New York. Trong cương lĩnh tranh cử của đảng Dân Chủ và ông Joe Biden vẫn xem Trung Quốc là đối thủ lớn nhất trên tất cả các mặt trận, nên căng thẳng Mỹ-Trung chắc chắn vẫn ở mức cao. Tuy nhiên, có khác biệt về lập trường giữa ông Joe Biden và ông Trump. Đó là ông Biden sẽ không tiếp cận đơn phương, sẽ theo chủ nghĩa đa phương, tức Mỹ sẽ liên kết kinh tế với châu Âu, thiết lập lại các quan hệ quốc phòng trong NATO. Ở châu Á, chính sách của ông Biden và ông Trump giống nhau, cùng muốn thúc đẩy quan hệ với các đồng minh truyền thống như Hàn Quốc, Nhật Bản và Đài Loan. Bên cạnh đó sẽ tăng cường liên minh kim cương, được xem như NATO phương Đông, gồm 4 quốc gia Mỹ, Nhật, Úc và Ấn Độ. Về các hiệp định thương mại, trong khi ông Trump rời bỏ TPP, muốn xem lại FTA với Hàn Quốc, thì ông Biden muốn tiếp cận theo cách mềm mỏng hơn. Ông muốn quay lại TPP và thiết lập các quy tắc thương mại bình đẳng trên trường quốc tế, điều chắc chắn Trung Quốc sẽ không thể tham gia. Về Hiệp định Tự do Thương mại Bắc Mỹ NAFTA, chính quyền ông Trump đã đàm phán lại thành công và đảng Dân Chủ có cùng quan điểm về các điều khoản đã đạt được. Trong khi dịch COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp, đặt ra cho nước Mỹ hai sự lựa chọn. Một là sống chung với lũ, hai là đợi đến khi có vaccine và có thể mở cửa hoàn toàn. Lựa chọn nào thì các chính sách về kinh tế và thương mại cũng sẽ được đặt lên hàng đầu. Và thời gian gần đây đã được nhiều chuyên gia phân tích mổ xẻ, chắc chắn sẽ có tác động rất lớn đến việc đưa ra quyết định cho các cử tri ở cuộc bầu cử sắp tới. Thông tin cuối cùng của bản tin ngày hôm nay liên quan đến việc liệu Tổng thống Trump có làm một hành động nào đó gây đột phá trong tháng 10. Theo phóng viên Takahide Kaga của tờ báo Yukan Fuji thuộc Sankei Shimbun tại Nhật Bản, hôm 12 tháng 10 đưa tin độc quyền cho biết, ông Trump đang cân nhắc sẽ thừa nhận địa vị độc lập của Đài Loan và có chuyến thăm bất ngờ đến hòn đảo này. Cũng theo tờ Yukan Fuji đưa tin chưa được kiểm chứng, thông tin trên được một quan chức chính quyền Mỹ thừa nhận, và phía Mỹ đồng thời cũng sẽ đưa ra tuyên bố công nhận Đài Loan về mặt ngoại giao. Dự kiến Phó Tổng thống Mike Pence hoặc Ngoại trưởng Mike Pompeo sẽ thay mặt nước Mỹ thực hiện hành động này. Dự kiến châu Âu và nhiều đồng minh của Mỹ ở châu Á sẽ nhanh chóng đồng ý với tuyên bố của Mỹ. Theo nhiều nhà quan sát, nếu điều mà tờ Yukan Fuji của Nhật đưa tin là sự thật, thì đây thực sự sẽ làm cả thế giới bất ngờ. Và chắc chắn ông Trump sẽ có thêm nhiều phiếu bầu từ những cử tri ủng hộ nền dân chủ của Đài Loan, cũng như đang bất mãn với các chính sách của Bắc Kinh. Tuy nhiên, việc công nhận Đài Loan chắc chắn sẽ gây ra căng thẳng đột biến với Trung Quốc. Thời gian gần đây, Trung Quốc gia tăng một cách bất thường các cuộc tập trận nhằm vào Đài Loan. Mới nhất vào ngày 13 tháng 10, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cũng là Chủ tịch Quân ủy Trung ương Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc đã bất ngờ đến thăm một căn cứ hải quân quan trọng của nước này ở tỉnh Quảng Đông, nằm đối diện với Đài Loan. Các chi tiết càng làm cho những đồn đoán thêm phần được chú ý. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật những thông tin nóng nhất trong các bản tin về bầu cử Mỹ tiếp theo. Mời quý vị tiếp tục đăng ký kênh để theo dõi.